Ôi không cần. Không mượn. Thế tao làm cho. Không mượn tổ ỉ giời. Bảo chị không mấy đâu. Em kiện thật đấy. Thì mày đi đây tao làm cho. Từ từ hãy kiện để không mượn. Không mượn làm. Mày bỏ ra. Hay nhỉ. Mẹ cút đi nhanh lên xong đi đéo gì mà. Bảo rồi mẹ thu xếp trả cho em đi đi. Thu xếp trả thì mà cái thủy từ từ tao điều tra xong. Thế chẳng nhiên hôm nay tốt vậy nên lên cút cho em. Mẹ làm nhanh xong mà còn về đi còn gì nữa. Đã bảo là tiền em bị vô sinh rồi. Con hỏi con em mà không nghe. Bảo rồi chị cứ tin con Yến quá làm gì. Không, nếu không ai muốn thế. Không mượn đâu đây. Cứ bỏ ra. Đi đây. Cái thằng này làm đây mẹ tìm mãi đâu thế đâu vậy. À, đi đâu đây? Đi tìm mày đi đéo đâu. Tìm em làm gì? Mày làm gì ở đây đấy? Sửa cái này đi ruộng. Đi đâu đây? Làm gì? Sới làm gì? Sới thì trồng rau. Mày không biết trồng rau hả? Chả không không làm lấy gì mà ăn. Mẹ tưởng chỉ biết lên phá hoại nhà tao chứ. Mà thế nào rồi? Tiền của em thế nào rồi? Thế nào tao cầm đồng đéo ở đâu mà thế nào? Chị Yến nó cầm hết đi. Chị cầm con Yến thôi bây giờ bảo không cầm. Thì hôm đấy lấy về cái Yến đưa hết cho con Yến. Yến nó cầm tao cầm đéo đâu. Em không biết đâu. Chị lo mà trả cho em đi. Lo trả thì giờ mấy phải từ từ giờ nó cầm hết thì bây giờ không đâu. Phải con em à, bây giờ mày cứ bảo không là nó thì cũng cứ bảo là con mày. Tôi biết là làm gì đéo gì từ từ ý. Em không giờ biết. Để tôi điều tra cái Yến đấy chứ. Em không biết họ chị xuống ấy chị cũng bảo là nói tình cảm từ từ rồi. Bây giờ em hết sức chịu đựng em rồi. Đừng để bây giờ mày bảo đúng mà cứ nói như thế. Mà giờ tao chưa điều tra được con Yến thì biết làm nào. Bây giờ chị vì có trách nhiệm với chị cầm tiền em chịu trách nhiệm cho em. Trách nhiệm thì mình đi thấy hai vợ chồng đang thì lấy để đi điều tra con Yến. Điều tra thì có rõ ràng như vậy điều tra làm gì. Rõ phải ràng nhưng bây giờ nó cứ khăng khăng là con của mày. Mẹ tao phải lấy cái gì để tao cần lấy nó chứ. Khẳng định lấy là không phải con của mày thì tao mới lấy được chị. Tiền của em bây giờ nó tiền nó cầm hết rồi thì tao lấy lại là sao được. Bây giờ thì phải lấy cái gì để xác định thì đấy thì mới là không phải con của mày thì tao mới lấy tao bắt nó đưa lại chứ. Cái tiền chị ra làm gì? Ra tìm mày nói bảo ấy để xem giờ định làm thế nào gì nữa. Định làm gì? Bây giờ chị bây giờ thế hôm trước mày đem ảnh của nó đi đấy à đi chơi đứa nào lên đúng không? Chả không à. Nó đi chơi có bảo cái thằng khác nó đổ cho em ấy. Thì thế mới bảo giờ ra mày cứ phải từ từ mày cứ sồn sồn sồn. Chị cứ cẩn thận. Kiện cáo cái gì thì từ từ để đấy điều tra cái niên đấy xem thế nào đấy thằng nào. Em mà kiện là chị chết đấy. Thế mày cứ phải từ từ đi. Từ từ cái gì? Bao nhiêu tiền em phải đi có việc chứ. Tiền mẹ ai chẳng biết là bao nhiêu tiền. Mẹ mình bảo bây giờ nó cứ bảo là con của mày không bây giờ tiền nó đéo ấy ra thì tên lấy được cái gì. Em không biết đâu. Chị lo cho em đi không mai ở kia đấy em. Không có tiền thì em tiêu thì em. Tao ông Cường đang lấy dình để điều tra mày. Đừng có lấy mày đang cho người theo dõi nó đúng không? Chẳng theo dõi thì phải tìm bằng chứng để mà đỡ cho em. Mẹ theo dõi nhưng mà đừng có để lộ tao đâu cũng phải đang theo dõi xem từ lúc nào nó đi ra ấy đấy. Thôi đi về đi. Mẹ mò thì đến đây nói chuyện mày mà cứ buổi chơi chơi thôi. Nói chuyện gì không lấy tiền cho em kiện đấy. Chứ mà chuyện từ từ thì mẹ mày cứ chơi 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 kiện đéo gì. Chắc không kiện bây giờ mẹ tiền của em như vậy chị vu oan em không đánh đập em bao nhiêu ngày tháng vừa rồi. Thì nếu mà không phải là của mày ý, thì lấy mày oan của mày thì đến lúc bọn tao sẽ bồi thường cho mày. Bao nhiêu người đánh đập mày đấy thì bọn tao sẽ bồi thường cho mày thôi. Mình không để cho mày thiệt là được chứ gì. Không, em không biết đâu. Bây giờ mẹ cái đang thì cho người ta cũng đang thì theo dõi con Yến đấy. Chứ không phải là tao ở không đâu. Theo dõi được cái gì chưa? Mẹ thì bây giờ thì nó đi đâu thì bây giờ mới theo dõi nó. Chứ mày bảo mẹ đúng phát bây giờ để theo dõi, nói theo dõi mà để cho nó biết thì cứ mày lúc đấy theo dõi được cái gì. Em không biết đâu. Tiền bao nhiêu tiền của em chị lấy hết mẹ em. Tao cũng đau đầu của mẹ giờ lúc thì kêu là của mày lúc thì đéo phải giờ đéo biết là của đứa nào. Bất này cứng đấy không hỏi nó chèm hỏi nhưng mà nó cứ kêu là con của mày bây giờ thì phải đình xong rồi đấy mày đưa cái ảnh lên thì tao mới bảo ấy ông Cường nói tao tao mới giật mình tao bảo vậy phải theo dõi nó rõ ràng bị vô sinh rồi mà sao. Cái không hiểu kiểu gì. Bây giờ biết như nào. Mẹ bây giờ đéo biết là đấy, giờ tao phải dình cho tao. Anh Cường anh đi làm suốt thế tao rồi là người ở nhà tao phải dình cho. Lúc nào nó không có ở nhà nó đi đâu là tao phải dình nó này. Em đau đầu lắm ấy.
thế mày thì nghĩ mình mày đau đầu chứ tao không đau đầu chắc. Rõ ràng bảo bị vô sinh thì nó vẫn chưa trả tiền. Chỉ... Bây giờ tao nói nó, tôi hỏi nó, lần nào tôi hỏi nó cứ khắc khăng là của mày. Chán thế nhỉ. Chị bây giờ chị có đồng nào không thì trả cho đưa cho em bơ. Tao thì tiền. Ở nhà không có đồng đéo nào. Tiền đầy giữ em đằng nào thử lấy để của nó thì đưa cho em mấy đồng em tiêu đi. Mẹ tao ở nhà ấy, làm gì có đồng nào tiền ăn thì đúng, nó không có kìa, tiền mua sữa cho con không có kìa. Tao ở nhà có đi làm nữa đâu. Vậy thì... Mẹ tao mà đi làm công ty thì đã có tiền rồi. Vậy chết em à, bao nhiêu tháng này. Mẹ tao cũng đau đầu chứ phải không đâu. Bây giờ nếu mà nó mà đúng là không phải con của mày, cứ nín nó lừa như thế thì nó mà nó tự nhiên đùng phát nó ôm tiền nó bỏ chạy thì người chết là tao. Thế chạy không ôm tiền nó bỏ chạy. Mẹ thế tao mới lo. Lo hóa gì. Mày nghĩ tao sung sướng lắm, tao để yên đấy. Thôi không mấy đi về thì em vào đi. Em đi vào. Về đi thì muộn rồi còn làm đéo gì nữa. Làm nốt thì cái tiền, cái tiền đâu ra chứ không phải đi làm này. Như hôm nay rộng cỡ chỉ khó thế. Không làm cái gì mà ăn. Dạ mọi khi thời gian toàn thể đi để lên nhà tao quậy phá. Hôm nay thì nhìn rộng cỡ đi ra làm đồng. Mẹ tìm mãi đâu thấy đâu, hỏi bao nhiêu người ta chỉ ra đây biết. Chị liệu ấy, không giả cho em. Mẹ đéo ai muốn giữ cái tiền của mày làm cái gì. Về hỏi dạ, nhưng bây đi. Giờ chưa điều tra chắc chắn thì làm sao cứ đến đéo được rồi thì ta lấy cái gì. Về hỏi đi chứ, không đưa. Không ấy, nhưng tao hỏi nó cứ bảo là của mày thằng tiền thì nó cầm để người thì làm không, sao tao biết. Không, trả cho em trước mấy triệu đi. Mẹ giờ tao lấy đâu, mọi người ở đâu ra tao trả. Mấy triệu thì chị không có. Làm gì mà có vậy. Bây giờ ông cường đi làm tao ở nhà không như này giờ cái gì đến tay lấy được ra mà có. Anh chị đầy tiền ra. Có không ấy mà đầy tiền. Vậy cho em ít em tiêu chứ. Đến mẹ giờ tao 1.000 ông người đang đéo có ấy. Mẹ từ hôm mày đưa cái tờ giấy đi lên đau hết cả đầu rồi. Thì chứng minh vô sinh em mang lên à. Đéo hiểu kiểu gì. Này chết đấy chị, cái tin người tin Yến là đẩy bảo bảo không nghe đéo ai muốn thế. Thế cũng tin cái Yến. Bây giờ nói chung là tao cũng 50-50 rồi, đéo biết đâu một lần hết, nên là cứ phải để tao điều tra ngọn ngành rõ ràng đã, xong bắt đầu là cùi thế nào thì em không nói nhiều đâu, 1-2 ngày nữa không đưa cho em kiện đấy. Thì mày cứ từ từ xem nào, mày cứ sần sồn đi kiện đi. Không biết đâu em bây kiện. Giờ bây giờ đấy, nếu mà mày cho người điều tra thì đấy tao thì xem nào mà tao gặp ở đâu thì tao gọi mày đi nữa. Đến bước đường cùng em kiện thật đấy, em không nói nhiều đâu. Thì lúc đấy nếu mà không ấy thì mày kiện thì mày kiện. Bây giờ chị vào. Chị vào. Nếu nào tao mà theo dõi thấy nó đi với đứa nào đấy thì tao đấy lúc đấy thì tao gọi mày lên nữa để cho rõ 10-10. Đi vào đi. Em biết rồi. Rồi còn mẹ kiện gì thì từ từ ấy kiện. Để điều tra đi. Thư nữa là thư gì có khổ như thế này. Như vậy làm đéo gì nữa.